Xin chào và mời quý vị khán giả của Cà Phê Sáng. Hà Linh rất vui khi hôm nay sẽ là người mang đến cho quý vị những thông tin thời tiết đáng chú ý ở trong ngày. Với thủ đô Hà Nội thì khả năng là ngày Chủ nhật, trời sẽ nhiều mây và có lúc thì có mưa nhỏ. Cảm giác lạnh thì cũng sẽ duy trì trong cả ngày hôm nay. Hiện tại thì ngoài trời đang có một lớp sương mù với nhiệt độ đang vào khoảng là 18 độ. Những quý vị mà di chuyển bằng xe máy thì sẽ cảm thấy rét rõ. Và dự báo là sau khoảng 1 đến 2 tiếng nữa, lớp sương sẽ tan đi. Tuy nhiên là trời vẫn tiếp tục duy trì trạng thái là nhiều mây và cộng với gió lạnh nữa, nên nhiệt độ cũng sẽ không tăng lên nhiều. Cao nhất chiều nay chỉ từ 22 đến 23 độ. Quý vị thân mến, thời tiết lạnh cuối mùa thì rất dễ ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ nhỏ, có thể khiến trẻ bị cảm lạnh. Nhất là vào dịp cuối tuần thì các gia đình hay có các hoạt động vui chơi ở ngoài trời. Vì vậy mà các bậc phụ huynh hãy lưu ý là giữ ấm cho trẻ ở hai bàn chân, ngực, cổ và đầu. Đồng thời thì nên mặc nhiều lớp quần áo giữ ấm để có thể mà cởi bỏ bớt khi mà trẻ vận động nhiều, tránh trường hợp là mồ hôi da có thể thấm ngược trở lại cơ thể khiến bé bị lạnh và dẫn đến viêm phổi. Hy vọng với những thông tin mà Hà Linh vừa mang lại, quý vị chúng ta sẽ có những sự chuẩn bị tốt nhất trong ngày hôm nay và đảm bảo sức khỏe của mình. Còn bây giờ sẽ là phần dự báo chi tiết cho một số nơi khác trên cả nước. Thị xã Sapa trời mưa rét cả ngày, nhiệt độ trưa chiều không quá 17 độ. Thành phố Hạ Long cũng còn mưa trong buổi sáng nay, đến trưa chiều trời tạnh ráo nhưng vẫn nhiều mây, cảm giác rét nhẹ, 20 độ. Thành phố Đà Nẵng hôm nay tạnh ráo và có nắng, không khí dịu mát với nhiệt độ không quá 29 độ. Thành phố Hội An hôm nay dứt mưa, trời có nắng, không khí thoáng đãng với nhiệt độ cao nhất 30 độ. Thành phố Đà Lạt hôm nay trời nắng đẹp, nhiệt độ cao nhất chỉ 23 độ. Thành phố Hồ Chí Minh cũng có mưa rào vào chiều tối nay, trước đó trời nắng gắt và nóng, nhiệt độ cao 36 độ. Thành phố Cà Mau hôm nay trời nắng vừa phải với nhiệt độ buổi trưa vào khoảng 32 độ, chiều tối có thể xuất hiện mưa rào kèm dông.